Sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông ICTCOM 2016 là triển lãm uy tín nhất về ngành viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam do Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức. Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ uy tín của Việt Nam và hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tham gia triển lãm ICTCOM 2016, VNPT Technology kỳ vọng thể hiện một bước tiến mới về công nghệ của tập đoàn VNPT với những xu hướng phát triển công nghệ tiên tiến như IoT, Smart, điện toán đám mây và Big Data. Đó là những nền tảng mở, kết nối vạn vật và tương thích với tất cả ứng dụng mà cộng đồng đang phát triển. Hội chợ ICTCOM 2016 có sự tham gia của 300 gian hàng thuộc 150 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ uy tín của Việt Nam là Viettel, VNPT và FPT.